ra nó nữa không nhấn mạnh vậy rồi. Bởi vì em đọc lưng nhiều là gì cho nó mất ảnh. Gan mặn, thường gan mặn này rất là tuyệt vời. Các bạn, cơm trưa đã xong xuôi, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bữa cơm trưa với thịt gan mặn, canh khoai môn rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Hồi chiều nó đi bơi nữa. Đồ bơi nữa. Rất là vui. Bà con ở đây rất là vui thưa quý vị. Hả? Ủa thầy không vậy? Nó chia tay là vui quá trời vui. Kỳ vậy? Chia tay mà vui vậy? Nó nói rồi chia tay, cô bắt chia tay, cô nói là học học được xuất sắc là biết tay cô ạ. Thì nói qua đó mới phát hiện là Đông Vi là không có yêu Hùng Khánh. Đông Vi đứng là nói với cô là nó không có yêu Hùng Khánh. Đông Vi nó Hùng Khánh, mình Hùng Khánh đi nó không có yêu Hùng Khánh. Nó chạy ra nó cổ vũ Hùng Khánh kìa. Con ơi, xuống tắm đi. Quá trời quá đất vậy con. Nó cổ vũ Hùng Khánh nói không được người này thì mình có người kia kìa. Trời trời, bó tay luôn thiệt. Hay quá trời hay ha. Biết vậy luôn. Đang nấu canh khoai môn à? Khoai môn. Thịt kho hả? Nó khánh buồn hiu luôn nè. Để từ chối buồn hiu hả? Một da heo gừng nó dày quá trời. Còn cái xúc xích này Lộc ơi.
này thôi là để dành nấu canh khoai môn rất là ngon. Cái bông này ngon. Ừ, cái nhỏ nó dẻo. Sáng cái bự nó không ngon mà mắc thôi. Mình... Cô bự nó sốt. Không bằng đâu, cái này nó dẻo.
canh khoai môn này. Chào quý vị, vui mừng gặp lại quý vị nha các bạn. Hôm nay thì giống như mỗi ngày, một ngày như mỗi ngày nữa quý vị. Hôm trước thì mình đã ăn canh chua, cá kho cũng rất là ngon rồi. Hôm nay thì mình sẽ ăn món canh ngọt, đó là canh khoai môn nấu với thịt. Cái món này rất là ngon, như cảm nhận của mình rất là ngon. Đang thực hiện các món ăn ở phía sau này quý vị. Căn bếp rất là quen thuộc với quý vị và các bạn. Thì thời gian qua thì quý vị đã ủng hộ cho kênh rất là nhiệt tình rồi. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ và chia sẻ, như giới thiệu cho những nhiều người hơn ủng hộ cho kênh. Hy vọng là kênh càng ngày càng phát triển với cái sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Dạ nữa không nhớ mạnh vậy rồi. Bởi vì em tập lưng nhiều là gì cho nó khó khăn. Thịt gan mặn, thường gan mặn này rất là tuyệt vời nhá. Này cơm trưa thì quá ngon rồi. Này là canh khoai môn. Thì qua thì mình ăn canh chua nên mình ăn khoai môn. Nhật ký gia đình chưa còn lắm à. Mỗi ngày cố gắng là một cái món, ra một cái clip trải nghiệm với quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn luôn đồng hành, luôn ủng hộ cho Du Hoàng Phúc. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thời gian qua thì các bạn cũng đã ủng hộ cho kênh rất là nhiều rồi. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ, chia sẻ và giới thiệu cho những cái người khác tiếp tục ủng hộ cho kênh. Chín rồi đây, cái màu rất là tuyệt vời, rất là ngon thưa quý vị. Đấy là muốn ăn cơm rồi, đói bụng, rất là đói bụng rồi. Quá thơm rồi, rất là thơm, cái mùi canh khoai môn rất là thơm. Canh khoai môn phía sau này, ngon thì chín rồi. Chỉ còn thịt, chờ thịt chín nữa là mình có thể ăn cơm được rồi, thưa quý vị. Cơm đơn giản vậy thôi. Có công viên trước nhà thì cũng rất là mát, thưa quý vị, cây cối nhiều, đây thì mát. Gió mùa này thì gió cũng rất là dữ, do đó là cũng không đến nỗi là hầm hì lắm. Cuộc sống nó cũng bình để trôi vậy thôi.
được cái công viên rất là mát. Cái gì chứ hoài vậy? Không hả? Gặp cho mẹ ơi, gặp cái mẹ, gặp cái mẹ. Rồi, đổi ghế cho tôi. Ngươi. Chán nước này nè, mẹ có chừa nước cho con Trang đó. Rồi ngủ nha. Ngủ lúc nào hôm qua vậy đó. Ừ. Ngủ mà con vô rồi mẹ vô. Kêu mẹ ơi, tối ngày vậy. Gặp mình là kêu mẹ ơi, mẹ ơi à. Mày biết cái gì? Ừ, con nó bú rồi nó đói. Thêm mua thịt cá mặn rất ngon quý vị các bạn. Dừng thôi con. Cái mông rất là dẻo. Thật rất là mặn. Rất là ngon. Mà ăn những cái canh cũng ngon chứ. Mới không? Quý vị các bạn, cơm trưa đã xong xuôi. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bữa cơm trưa với thịt rau mặn, canh khoai môn. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị các bạn, mỗi ngày một món ăn thôi. Ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, ngon. Mời quý vị cùng tiếp tục trải nghiệm và ủng hộ cho kênh Chúng Ta Nhân Tới. Xin chào. Chào mọi người ơi, mọi người à.